Bị bỏng nặng 70% trong một vụ nổ đèn dầu khi mà mới 5 tuổi thì một chàng trai 21 tuổi người Nepal, anh Thay Bisuo Kama đã trải qua một thời gian đầy khó khăn khi mà phần miệng của anh thì đã bị chảy xuống và dính vào cả ngực và suốt những năm tháng sau đó thì anh Tây đã chẳng thể ăn uống hay là sinh hoạt như bao người bình thường khác. Vâng, cuộc sống và tương lai tưởng chừng đã đóng cửa với chàng trai bất hạnh, nhưng bằng nghị lực và tình yêu vào cuộc sống thì anh đã vượt qua được tất cả, và đặc biệt là chàng trai có cằm dính vào ngực vừa mới kết hôn và đang có một cuộc sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp và cậu con trai đáng yêu. Không chỉ bị biến dạng cơ thể vì tai nạn, cảnh nhà nghèo khó còn khiến cho Tây không thể chữa trị những vết thương và chỉnh sửa lại diện mạo sau vụ bỏng suốt 5 năm liền thầy chẳng thể ăn uống được bình thường mà chỉ có thể duy trì sự sống bằng thức ăn dạng lòng anh cho biết mình nhiều khi cảm thấy như đang chết mòn mỗi ngày nhưng thầy vẫn không từ bỏ bởi trong anh luôn có một tình yêu và nghị lực sống mãnh liệt và may mắn cuối cùng cũng đã mỉm cười vào năm 2006 khi thầy Phẫu thuật miễn phí, sau 8 lần phẫu thuật giao kéo đầy đau đớn, diện mạo của thầy cũng được cải thiện khá nhiều. Như vậy mà thầy cũng dần tìm lại được cuộc sống bình thường như bao người khác. Hơn thế nữa, hạnh phúc một lần nữa đến với thầy khi anh tìm thấy một nửa còn lại của cuộc đời và chào đón một cậu con trai kháu khỉnh không lâu sau đó. Hiện thầy mong muốn sẽ có thể tiếp tục học hành để đạt được ước mơ trở thành thầy giáo trong tương lai.